Hiện nay, thị trường đồ uống tại Hà Nội, trà đào xuất hiện gần như là tất cả tại các quán cà phê. Đến chuỗi AHA cà phê nổi tiếng cũng sử dụng trà đào là một món đồ uống chiến lược. Bài học hôm nay, trà đào nóng. Tôi là Đỗ Duy, giảng viên pha chế và là người tư vấn những món đồ uống hiệu quả nhất trong kinh doanh. Và đây là Pha Chế Online, nơi các bạn được học công thức đồ uống cốt thấp, lãi cao. Bước 1. Ủ trà. Cho một tép trà đào vào cốc sứ. Rót 170ml nước sôi vào cốc. Hoàn thành bước 1. Bước 2. Tạo vị cho 10 siro đường, 20 siro đào vào cốc. Khuấy đều. Hoàn thành bước 2. Bước 3. Trang trí và phục vụ. Phục vụ kèm đĩa bé, thìa bé, gắp một miếng đào, cắt đôi, cắt làm 4 lát, gắp vào cốc. Hoàn thành. Trà. Cho một tép trà đào vào cốc sứ. Rót 170ml nước sôi vào cốc. Bước 2. Tạo vị. Rót 10ml đường và 20ml siro đào vào cốc. Khuấy nhẹ. Bước 3. Trang trí và phục vụ. Thái nửa miếng đào thành 4 lát và thả vào cốc. Phục vụ kèm đĩa bé và thìa bé.